Lâm Hạo xuyên Việt đến năm 2015, trở thành người Hồ tổng giám đốc. Vốn định thành thật làm tốt chuyến lưu diễn giải nghệ của Kobe, hệ thống lại yêu cầu anh ta lập tức đoạt giải quán quân mùa giải này. Nhưng lúc này NBA mạnh như mây. Dũng sĩ Kim Châu như mặt trời mới mọc về phía đông, sắp bước vào đỉnh cao. James dẫn đầu kỵ sĩ, hùng bá phía đông. Lôi Đình có tổ hợp vương tạc, gai nhọn cũ kỹ. Mỗi một cái đều không thể khinh thường. Người Hồ suy nhược, làm sao có thể đánh bại nhiều đội mạnh như vậy đoạt giải quán quân? Lâm Hạo do dự không thôi. Cũng may lúc này, chuyển cơ xuất hiện. Nhiều năm sau, khi nói về ai là tổng giám đốc thành công nhất trong lịch sử NBA, trong đầu tất cả mọi người hiện lên, đều là người đàn ông được gọi là bạo chúa bóng rổ. Mà đội bóng Hồ có được Kobe, Rose, Jokić siêu lớn kia, lại càng được xưng là đội bóng thành công nhất trong lịch sử. Chương 1. Xuyên qua bắt đầu. Ta trở thành Hồ người quản lý. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đất nước xinh đẹp, Los Angeles. Chúc mừng cậu, Lâm. Từ giờ trở đi, cậu chính là tổng giám đốc của đội bóng này. Dẫn dắt người Hồ phục hưng trọng trách, liền giao cho ngươi. Một người đàn ông trung niên bụng phệ nói với một thanh niên châu Á tướng mạo thanh tú. Người trẻ tuổi tên là Lâm Hạo. Vài giây trước, hắn vừa mới khôi phục ý thức. Là fan hâm mộ thâm niên, Lâm Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông trước mắt này. Jim Buss. Hắn từng là ông chủ của đội bóng Hồ, một ông chủ bị vô số người hâm mộ Hồ phỉ nhổ. Trong thời gian nhậm chức, Jim Buss đã mê man vô số. Jordan người Anh, Rose đã ký hợp đồng dài hạn. Và hợp đồng Poison nổi tiếng này, trong những năm sau đó, đã cản trở sự phát triển của Lakers. Hắn làm sao lại xuất hiện ở trước mặt ta? Ta đây là ở nơi nào? Chờ đã, hắn vừa nói cái gì? Muốn ta dẫn dắt người Hồ? Lâm Hạo không rõ cho nên, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, rất nhiều ký ức tràn vào trong đầu hắn. Đây là một không gian và thời gian song song, bây giờ là ngày 1 tháng 6 năm 2015. Chủ nhân của thân thể này là một sinh viên ưu tú chuyên ngành khoa học thể thao Harvard, năm nay vừa mới tốt nghiệp. Trước đó không lâu, cựu tổng giám đốc của đội Hồ nước, Cooper, trở thành bia đỡ đạn cho cuộc đấu tranh nội bộ của gia tộc Buôn, bị Jim Buss trục xuất khỏi đội Hồ. Mà Lâm Hạo chính là Jim lựa chọn người tiếp nhận. Vì sao chọn Lâm Hạo? Nguyên nhân có chút phức tạp. Hiện tại, ban quản lý đội Hồ đang ở trong thời kỳ hỗn loạn. Jim Buss có một em gái tên là Jenny Buss. Jenny hiện nay có danh tiếng rất cao trong đội bóng, bản thân cô cũng có ý nguyện rất mạnh mẽ trở thành người cầm lái mới của người Hồ. Jim Buss không muốn giao quyền, nhưng những năm gần đây ông ta đã đưa đội bóng Hồ nước vào một mớ hỗn độn, đã khiến rất nhiều cổ đông bất mãn, xuống đài chỉ là vấn đề thời gian. Jim Buss là một tên khốn không hơn không kém. Sau khi biết rõ mình đại hạn sắp tới, hắn liền cố gắng hết sức để lại cho Jenny một cục diện rối rắm khi từ chức. Cứ như vậy, chỉ cần Jenny tiếp nhận thành tích đội bóng Hồ không tốt, hắn sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi, một lần nữa đoạt lại quyền quản lý. Mà Lâm Hạo chính là Jim Buss bày nát kế hoạch trọng yếu một khâu. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cho dù là thể dục khoa học chuyên nghiệp cao tài sinh, lại có thể như thế nào? Ta để như vậy một cái lính mới quản lý đội bóng, còn lo đội bóng không có cách nào biến nát. Đây chính là Jim Buss lựa chọn Lâm Hạo chủ yếu nhất nguyên nhân. Ngoài ra, tuyển dụng Lâm Hạo còn có một cái chỗ tốt, chính là có thể khai thác Hoa Hạ thị trường. Người Hồ ở Hoa Hạ vốn rất được hoan nghênh. Hơn nữa Lâm Hạo cái này sinh ra và lớn lên ở Hoa Hạ người, tương lai người Hồ thậm chí có cơ hội cùng tên lửa tranh một trận nhất được Hoa Hạ fan hâm mộ hoan nghênh đội bóng. Mà hôm nay, chính là Lâm Hạo cùng người Hồ chính thức ký hợp đồng ngày. Ngay tại vừa rồi, Lâm Hạo đã ở trên hợp đồng ký lên đại danh của mình. Tương lai 2 năm, hắn sẽ là tổng giám đốc Tử Kim quân đoàn. Sau khi đại khái hiểu được tình cảnh hiện tại, Lâm Hạo thở phào nhẹ nhõm. Đã tới chi, tắc an chi. Nếu đã ký hợp đồng giấy trắng mực đen, chức vị tổng giám đốc này nhất định là trốn không thoát. Cũng may, Lâm Hạo kiếp trước là một nhà đưa ra thị trường công ty quản lý cấp cao, nhân sinh lịch duyệt, quản lý kinh nghiệm đều rất phong phú. Ngay từ nhỏ, anh đã rất đam mê NBA. Có thể trở thành người Hồ tổng giám đốc, đối với Lâm Hạo mà nói, không hẳn không phải là mộng đẹp trở thành sự thật. Và Lâm Hạo tính toán thời gian một chút, năm 2015, Kobe hẳn là còn chưa giải nghệ. Điều này có nghĩa là Lâm Hạo có cơ hội thay đổi vị này truyền kỳ ngôi sao bóng đá kiếp sống hướng đi. Dù thế nào, ít nhất cũng không thể để tai nạn đó xảy ra lần nữa. Lâm Hạo ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Đây là hắn xuyên qua sau lập xuống mục tiêu thứ nhất. Lâm, ngươi mới đến, còn không có gì kinh nghiệm, cho nên ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì chiến tích thượng áp lực. Nhưng mùa giải này, ta đối với ngươi có một cái đặc biệt yêu cầu, chính là đem Kobe giải nghệ lưu diễn làm tốt. Jim Buss thấy Lâm Hạo chậm chạp không có đáp lại chính mình, còn tưởng rằng là người sau quá mức kích động, nhất thời không thể nói gì, liền chủ động mở miệng, tiếp tục nói. Lời của hắn đem Lâm Hạo từ trong suy nghĩ kéo trở về. Yên tâm đi bốt, tôi nhất định sẽ làm cho điệu nhảy cuối cùng của Kobe trở nên xinh đẹp. Lâm Hạo ngữ khí cũng không ngẩng cao đầu, ngược lại có chút trầm thấp, nhưng có một loại không hiểu ma lực. Phản ứng đầu tiên của Jim Buss là muốn tin anh ta. Được, vậy toàn quyền giao cho cậu. Rất nhanh đại hội tuyển chọn sẽ bắt đầu, trong khoảng thời gian kế tiếp, cậu xử lý chuyện này cho tốt. Làm tốt lắm, có vấn đề gì, tùy thời có thể tới hỏi ta. Jim Buss dứt lời, liền phất phất tay rời đi. Sau khi hắn đi, Lâm Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hạo là một người tự mình hiểu lấy. Hắn kiếp trước mặc dù đối bóng rổ si mê, nhưng trên bản chất cũng chỉ là cái nghiệp dư người yêu thích. Cụ thể như thế nào quản lý một chi NBA đội bóng, Lâm Hạo hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại duy nhất ưu thế, chính là làm người xuyên Việt, biết rất nhiều tương lai sẽ phát sinh sự tình. Nhưng nhà tiên tri, trong thời gian ngắn cũng không thể thay đổi hào môn cô đơn này. Bởi vậy, Jim Buss không có cho chiến tích thượng yêu cầu, đối với Lâm Hạo tuyệt đối là một đại lợi tốt. Trước cẩn thận đi, ký 2 năm hợp đồng, tiền là không lo, ít nhất có thể bảo đảm sinh hoạt. Lăn lộn 2 năm, chọn mấy tân binh tốt một chút, đến lúc đó cũng coi như có chút thành tích xuất sắc. Lâm Hạo thầm nghĩ. Đại hội tuyển chọn năm 2015 vẫn có rất nhiều mầm non tốt. Trạng Nguyên Đường Tư, Bản Nhãn Russell, Ba Nhĩ Tân Cát Tư được gọi là độc giác thú, Đức Văn Bố Khắc toàn năng. Trong vòng 2 còn có những cầu thủ có thực lực như Harrell, Norman Powell. Trong thời gian ban đầu, đội bóng hộ đã chọn D'Angelo Russell bằng bản nhãn. Russell không kém, có trình độ chuẩn ngôi sao tụ hội, nhưng khẳng định không phải lựa chọn tốt nhất. Làm thế nào để tối đa hóa giá trị của nhãn hiệu? Lâm Hạo đang muốn bắt đầu động não. Đúng lúc này, một âm thanh kim loại lạnh như băng đột nhiên vang lên trong đầu hắn, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Phát hiện được ký chủ đang tiến hành đội bóng quản lý công tác, ác chủ bài quản lý hệ thống bắt đầu trói định. Liên kết thành công. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Biểu diễn màn cảm ơn hoàn mỹ. Kobe Bryant đã thông báo cách đây không lâu rằng anh ấy sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa giải mới. Một thế hệ các ngôi sao huyền thoại xứng đáng với màn trình diễn tốt nhất. Nhiệm vụ nội dung. Xuất lĩnh đội Hồ, đoạt được mùa giải này NBA tổng quán quân. Chương 2. Tân thủ lễ bao. Lâm Hạo kế hoạch. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Lâm Hạo trong nháy mắt bối rối. Giúp Kobe vô địch mùa giải này. Huynh đệ, ngươi sợ là đang nói đùa sao? Mùa giải 15. 16 liên minh hào cường san sát, quần hùng cùng nổi lên. Đầu tiên là phía đông. Ngồi trong đội kỵ sĩ của ba ông trùm James Owen Nhạc Phúc, đang ở đỉnh cao. Mãnh Long, Nhiệt Hỏa, người xếp phái thực lực đội bóng, cũng không thể khinh thường. Nhưng đáng sợ hơn vẫn là phương Tây. Đội Dũng Sĩ năm trước vừa đoạt giải quán quân, năm nay sẽ nghênh đón lột xác thêm một bước. Curry, Klay Thompson, Draymond Green đều ở đỉnh cao và rất khỏe mạnh, số người ra sân trong vòng đấu thường quy mùa giải này lần lượt là 79, 80, 81. Đội hình thay thế của họ cũng rất sang trọng. Iguodala, Livingston, Barbosa, Spezes, Ageri. Trong đó có không ít người, đặt vào trong các đội bóng khác đều có thể đánh lên phát trước. Ngôi sao bóng đá lột xác, cấu hình kéo đầy. Đội Dũng Sĩ một năm này, cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm nào. Với thành tích 73 thắng 9 thua, họ đã phá vỡ kỷ lục nhiều năm của đội bò tót do Jordan dẫn đầu. trung tâm trong đội. Stephen Khố, càng là toàn bộ phiếu bầu vào vòng đấu thường quy. Nhưng nếu ngươi cho rằng Tây Bộ là dũng sĩ nhất chi độc tú, vậy thì 10 phần sai rồi. Đội mã thích nắm giữ tổ hợp Leonard, Adrian vì GDP, Đỗ Uy Nhị thiếu vì ba tạp Lôi Đình, Khoái Thuyền, Không Tiếp Chi Thành, đều là tồn tại không thể bỏ qua. Xem xong những này cường đội, lại trái lại người Hồ, Lâm Hạo không khỏi có chút nhức đầu. Kobe đã sớm rơi xuống thần đàn sau khi trải qua những vết thương lớn như đứt gân, đứt vai, gãy đầu gối. Đỉnh cao của Từ Thế Bình đã qua, hiện giờ một trận đấu cũng chỉ đánh chừng 10 phút, điểm trung bình thậm chí không vượt qua 5 điểm. Chương trình số 7 Julius Randle, mùa giải trước chỉ đánh chưa đầy nửa trận, đã kết thúc mùa giải ra mắt vì chấn thương. Nói tóm lại, đội hình người Hồ thời kỳ giáp hạt, phối trí chỉ có thể dùng ảm đạm để hình dung. Trong đội tương đối có thể đánh, dĩ nhiên chỉ có Louis William, Nick Dương là cầu thủ thần kinh đao, cùng với Clark mới xuất hiện lần thứ hai. Muốn dùng đội hình như vậy, lao ra phía Tây cường giả san sát, quả thực là người si nói mộng. Cái này hệ thống cũng quá không hiểu cầu, đây không phải rõ ràng không cho ta hoàn thành nhiệm vụ sao? Đang lúc Lâm Hạo không nói gì phun tào thì âm thanh kim loại lạnh như băng tiếp tục vang lên. Quà tặng tân thủ của ngài đã đến, có lập tức mở ra không? Còn có túi quà. Mở ra. Lâm Hạo trong lòng vui vẻ, mặc niệm nói. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được vật phẩm sau. 1. Kỹ năng chủ động. Người đặt nền móng vương triều. Vạn trượng cao ốc bằng phẳng lên, lựa chọn một cầu thủ này có thể đạt được hiệu quả huấn luyện gấp 10 lần, số lượng cầu thủ lựa chọn có thể tăng lên, hiện tại có thể chọn số cầu thủ. 3. 2. Kỹ năng thụ động, đàm phán sư. Sau khi trang bị vật chủ sẽ có sức mạnh mê hoặc và dễ dàng thuyết phục người khác hơn. Lâm Hạo nghe xong lập tức mừng rỡ. Hiệu quả huấn luyện gấp 10 lần. Cái này quả thực cùng mở treo không kém nhiều lắm. Phải biết rằng, rất nhiều cầu thủ NBA đều không thể trung lập trong liên minh 10 năm, bọn họ có thể còn chưa đạt tới đỉnh cao của mình, cũng bởi vì nhân tố như thương tật, huấn luyện viên, bị NBA vứt bỏ. Nhưng bây giờ, Lâm Hạo có thể để cho cầu thủ dùng một năm thời gian, đạt tới bọn họ 10 năm mới có thể đi đến vị trí. Có nghĩa là, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể làm cho bất kỳ một tân binh nào, ở mùa giải xử nữ liền gần như đạt tới năng lực thời kỳ đỉnh cao. Một kỹ năng khác, người đàm phán cũng rất hữu ích. NBA về cơ bản là một giải đấu kinh doanh. Nếu có liên quan đến thương mại, vậy tất nhiên không thể thiếu đàm phán. Đàm phán giao dịch, đàm phán gia hạn hợp đồng, đàm phán ký hợp đồng cầu thủ tự do. Nếu như có thể làm tốt những cuộc đàm phán này, đội bóng tất thuận buồm xuôi gió, còn có thể không ngừng hấp thu máu mới. Cơ trí như Lâm Hạo, rất nhanh liền nghĩ tới một loại khả thi ý nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình người xuyên Việt ưu thế, kết hợp đàm phán đại sư, đem một ít có tài nhưng không gặp thời, tài lớn thành đạt muộn cầu thủ, dùng tương đối thấp đại giới mời gọi dưới trướng, sau đó lại dùng vương triều đặt nền móng bút để cho trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành. Hai kỹ năng một có thể dùng để bồi dưỡng cầu thủ nhà mình, một là giúp hắn có được cầu thủ của đội bóng khác. Đơn giản tổ hợp một chút là có thể làm cho thực lực đội bóng nhanh chóng tăng lên. Khẳng định còn có những ý tưởng hữu hiệu khác, ta phải suy nghĩ thêm một chút. Lâm Hạo thầm nghĩ. Ở đạt được hệ thống tân thủ quà tặng về sau, trong lòng của hắn yên ổn không ít. Hữu Nghị nhắc nhở. Nếu ký chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tại mùa giải này đoạt được quán quân, tân thủ trong túi quà kỹ năng sẽ bị thu hồi, nhưng ký chủ vẫn như cũ có thể thông qua hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đạt được cái khác khen thưởng. Âm thanh của hệ thống lại vang lên. Lâm Hạo khẽ nhíu mày. Sau khi phân tích xong điểm mạnh của hai kỹ năng này, hắn tự nhiên không muốn mất đi chúng. Ta một cái tiên tri, hiện tại lại có như vậy bút kỹ năng, đoạt quán quân có thể có bao nhiêu khó khăn. Lâm Hạo thì thào một câu. Ngoài miệng mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn kỳ thật cũng không phải rất nắm chắc. Nếu là xuyên Việt đến những năm khác khả năng còn khá hơn một chút, năm nay muốn đoạt giải quán quân, tất phải bước qua cửa ải đội dũng sĩ này. Mà đội dũng sĩ năm nay, tuyệt đối là đội mạnh cấp bậc lịch sử. Muốn đánh bại bọn họ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Hạo biết rõ, chính mình cần chế tạo một chi vũ trang đến hàm răng siêu cấp đội bóng, mới có thể cùng chống lại. Trước hết bắt đầu từ đại hội tuyển tú năm nay đi, nhất định phải tối đa hóa giá trị của bảng này. Nghĩ vậy, Lâm Hạo mở ra máy tính, đem năm nay tuyển tú danh sách đều đi ra. Anh ấy không thể nhớ tất cả các cầu thủ được chọn trong 15 năm. Nhưng về sau trở thành ngôi sao bóng đá mấy cái cầu thủ thuận vị, Lâm Hạo vẫn là nhớ rõ. Đường Tư khẳng định được Sâm Lâm Lan chọn làm trạng nguyên, cũng không cần suy nghĩ. Russell không thể chọn, thiên phú động lực quá kém, vừa đến vòng tứ kết liền phát huy thất thường, bản nhãn chọn hắn quá không có lời. Trong nhóm tân binh năm nay, người có giới hạn cao nhất hẳn là Porzingis. Nhưng anh ta có nguy cơ bị chấn thương, bị bản chữ cái chèn ép một lần, sau chấn thương lớn sẽ không bao giờ trở lại đỉnh cao nữa. Nếu anh ta được chọn bằng bản nhãn, rủi ro quá lớn. Lâm Hạo một bên nhìn tuyển tú dự đoán thường tên, một bên phân tích. Anh ta gạch tên từng cái một cho đến khi một cái tên xuất hiện. Devin Booker. Lâm Hạo nhớ rất rõ, Block được mặt trời chọn ở vị trí thứ 13, vừa vặn cùng vị trí với Kobe. Là ngươi. Lâm Hạo mỉm cười, quyết định phải chọn người. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, dùng bản nhãn ký trực tiếp lựa chọn Bố Khắc quá thiệt thòi. Cũng không phải Bố Khắc không đáng để ký bản, mà là giá thị trường cuộc thi tuyển chọn trước mắt của hắn chỉ ở bên cạnh Nhạc Thấu, căn bản không đáng dùng số 2 để ký. Mặt trời còn có cái gì đáng giá để nhổ cầu thủ không? Lâm Hạo vừa nói, một bên điểm mở Thái Dương đội đại danh sách. Chương 3. Đại hội cổ đông, Lâm Hạo kinh người ngữ điệu. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Lâm Hạo cẩn thận xem lướt qua một lần Thái Dương đội đại danh sách, cũng không có xem xét đến trong lòng nhân tuyển. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở trên danh sách tuyển tú năm nay. Năm nay không tính là năm tuyển tú, giá trị ký bản nhất định là không bằng năm ngoái, 14 năm. Nhưng giá trị bản nhãn ký vẫn cao hơn nhiều so với số 13. Lâm Hạo vốn định tìm một đội bóng bên thứ ba, lợi dụng giao dịch ba bên để người hồ một lần có được hai tân binh siêu cấp. Nhưng lật danh sách nửa ngày, hắn cũng không tìm được đối tượng giao dịch thích hợp. Năm nay không có cầu thủ phù hợp, năm ngoái có. Đang lúc Lâm Hạo buồn rầu hết sức, một cái tên đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Jokić. Nikola Jokić, trung phong Serbia năm nay 20 tuổi, cao 2m, người ta tặng biệt danh tinh hoa thịt ba chỉ nhân loại. Người đoạt giải hai đại đội tương lai này, năm ngoái được đội khai quật Denver chọn với vị trí 41 trong vòng 2. Lâm Hạo kiếp trước xem qua một cái Jokić phim tài liệu. Hắn biết, sau 14 năm được chọn, Jokić Sang cũng không trực tiếp đổ bộ vào NBA, mà ở lại châu Âu, luyện thêm một năm. Ngay tại Lâm Hạo xuyên qua trước đó không lâu, Jokić mới tuyên bố tiến quân NBA. Nói cách khác, hiện tại hắn còn chưa chơi qua một trận đấu NBA chính thức. Điều này có nghĩa là, ngoài trừ Lâm Hạo, những người khác, cho dù là đội khai quật vàng tuyển trạch viên, đều không cách nào xác định Jokić giá trị. Tin tức này kém, đối với Lâm Hạo mà nói giá trị ngàn vàng. Bởi vì một khi Jokić kỳ đại biểu đội khai quật xuất chiến, thiên phú của hắn sẽ rất nhanh hiện ra. Mà hiện tại, ấn tượng của thế nhân đối với Jokić Sang, phần lớn dừng lại ở một người mập mạp đến từ châu Âu. Một số người hâm mộ đào vàng thậm chí không thể hiểu được đội bóng vì sao phải lãng phí một quyền tuyển chọn hắn, cảm thấy cầu thủ có hình thể giống như Jokić Sang, căn bản không có khả năng đặt chân ở NBA. Mà tuyển trạch viên khai quật, có lẽ đối với giá trị của Jokić Sang có chút hiểu biết, nhưng cũng chính là coi hắn như một tấm vé số. Nếu có người chạy đến trước mặt bọn họ nói Jokić tương lai sẽ là đệ nhất trung phong của liên minh, hai đại đội giành được MVP, chỉ sợ các tuyển trạch viên khai quật đều sẽ buồn cười. Nghĩ vậy, Lâm Hạo trong đối thủ này bản nhãn ký sử dụng, đã có một cái đại khái ý nghĩ. Đội khai thác vàng có chữ ký số 7 năm nay. Người Hồ có thể dùng bản nhãn ký và khai quật vàng làm giao dịch, đổi lấy số 7 ký và Jokić Sang. Sau đó, lại dùng số 7 này ký đi chọn Bố Khắc. Kể từ đó, người Hồ nhất cử đạt được hai vị cầu thủ ngôi sao tụ hội tương lai. Nếu như còn có thể có thu hoạch khác, vậy thì càng tốt. Nếu như không có, vậy cũng coi như kiếm lời lớn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo lập tức muốn liên hệ đào vàng đội tổng giám đốc. Nhưng vừa lấy điện thoại ra, mới phát hiện mình căn bản không có số của đối phương. Ta thân là đội bóng tổng giám đốc, dù sao cũng phải có cái trợ lý giúp ta làm việc a. Lâm Hạo nhìn trống rỗng quản lý văn phòng thì thào một câu. Đang lúc hắn khổ não, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Người gọi là Jim Buss. Lâm, 3 giờ chiều đại hội cổ đông, đến lúc đó quản lý cấp cao của đội bóng đều có mặt, anh chuẩn bị cho tốt một chút. Jim Buss đi thẳng vào vấn đề. Sáng nay Lâm Hạo vừa mới ký hợp đồng. Một tay mơ mới vào nghề, ở trong đội bóng không hề có căn cơ, tự nhiên cần một cơ hội như vậy giới thiệu hắn cho ban quản lý đội bóng. Vâng, bố. Lâm Hạo thản nhiên nói. Thời gian vội vã, đảo mắt đã đến giờ họp. Buổi chiều có rất nhiều người đến dự. Ngoại trừ quản lý cấp cao của các bộ phận trong đội bóng Hồ, em gái của Jim Buss, cũng là cái gai trong mắt hắn. Jenny Buss, huấn luyện viên trưởng Byron Scott vừa mới ký hợp đồng với đội bóng Hồ, ảo thuật gia Johnson cũng đều có mặt. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, ta liền nói ngắn gọn. Hôm nay triệu tập mọi người lại với nhau là có một chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Đứng ở bên cạnh ta Lâm Hạo là ta tuyển định tân nhiệm tổng giám đốc, tương lai liền sẽ do hắn dẫn dắt đội Hồ đi hướng phục hưng con đường. Jim Buss cười giới thiệu. Mọi người ở đây nghe vậy, biểu tình đều có chút vi diệu. Tại Jim còn chưa mở miệng trước, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hạo là mới tới trợ lý, hoặc là cái nào đó bộ phận nhân viên công tác. Trăm triệu lần không nghĩ tới, trên mặt này còn có một tia ngây ngô người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là đội bóng tân nhậm tổng giám đốc. Hơn nữa nghe Jim Buss khẩu khí, cái này gọi Lâm Hạo châu Á, hẳn là đã cùng người Hồ ký tốt hợp đồng, sẽ không lại có biến số. Nhưng Lâm Hạo này thoạt nhìn thật sự quá trẻ tuổi a. Người trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm chức tổng giám đốc? Chức vị tổng giám đốc đội bóng này không chỉ khảo nghiệm năng lực, còn có yêu cầu cực cao đối với mạng lưới quan hệ cá nhân. Lấy một ví dụ, cựu tổng giám đốc người Hồ Cooper trước đây thường xuyên gọi một cú điện thoại là có thể ký hợp đồng với một cầu thủ bánh trái thơm ngon nào đó trên thị trường cầu thủ tự do. Nhưng nếu như gọi điện thoại chính là Lâm Hạo như vậy không có tiếng tăm gì người mới, đối phương cầu thủ thậm chí có thể trực tiếp đem điện thoại cúp. Quản lý cấp cao ở đây hai mặt nhìn nhau, có mấy người thậm chí xì xào bàn tán. Jim Buss phát hiện không người đối với Lâm Hạo tỏ vẻ hoan nghênh, sắc mặt có chút không vui. Hắn nhìn quanh bốn phía, liếc mắt một cái liền thấy vẻ mặt trêu tức của Jenny Buss. Jim vừa muốn phát tác, hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay bóp bóp bóp. Người vỗ tay chính là danh túc người Hồ, ảo thuật gia Johnson. Ta biết Trung Quốc các ngươi có câu châm ngôn gọi anh hùng xuất thiếu niên. Tôi rất vui khi anh trở thành tổng giám đốc của Lakers. Ma thuật sư cười ha ha nói. Có anh dẫn đầu, hiện trường rốt cục lục tục vang lên tiếng vỗ tay. Lâm Hạo mỉm cười, đối với ảo thuật gia gật đầu thăm hỏi, kế tiếp, đội bóng từ trên xuống dưới tất cả cùng bóng rổ có quan hệ sự vụ, lên tới tuyển tú, cho tới cầu thủ thay phiên, Lâm Hạo đều có thể làm chủ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, mùa giải này làm tốt chuyến lưu diễn giải nghệ của Kobe, chúng ta có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, nhân tiện còn có thể đánh sâu vào trạng nguyên một lần nữa. Jim Buss trịnh trọng nói. Hắn nói xong lời này, quản lý cấp cao ở đây đều hiểu dụng ý của hắn. Làm nửa ngày, Jim Buss lần lượt ký hợp đồng với huấn luyện viên mới và tổng giám đốc mới, chỉ để dọn dẹp tốt hơn. Nhưng đồng thời, các quản lý cấp cao cũng không thể không coi trọng Lâm Hạo. Dù sao, Jim Buss vừa rồi lời nói, giao cho Lâm Hạo quyền lực cực lớn. Em cũng nói hai câu đi, Lâm. Dứt lời, Jim Buss đưa micro qua. Lâm Hạo gật gật đầu, tiếp nhận microphone sau đó mở miệng nói ra. Lần đầu gặp mặt, không có chuẩn bị gì, tôi chỉ muốn nói đơn giản suy nghĩ của mình về mùa giải mới của người Hồ. Các quản lý cấp cao nghe vậy, dồn dập đem lực chú ý tập trung đến Lâm Hạo trên người. Mùa giải mới, tôi muốn dẫn dắt đội bóng đoạt được tổng quán quân. Lâm Hạo nói năng có khí phách. Tất cả mọi người tại hiện trường, bao gồm Jim Buss, đều kinh ngạc. Chương 4. Hướng dẫn từng bước, mục tiêu hẹn cơ bản kỳ. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Phốc thử. Phòng họp vốn lặng ngắt như tờ, bởi vì một tiếng cười không biết vang lên nơi nào, trở nên một mảnh sung sướng. Trên mặt mọi người đều lộ ra ý cười. Hiển nhiên, không ai coi lời nói của Lâm Hạo là thật. Tiểu tử, ngươi hiểu rõ NBA sao, có biết đoạt được tổng quán quân khó khăn như thế nào không? Một giám đốc điều hành tên Foster hỏi với một nụ cười. Lâm Hạo cười cười không nói lời nào, trực tiếp không nhìn vấn đề này. Foster nhất thời có chút tức giận. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt cái này tiểu niên thanh lại phản ứng như thế. Foster vừa định mở miệng giận dữ mắng mỏ, một bàn tay lớn lại ngăn ở trước người hắn. Người trẻ tuổi mà, có bốc đồng là chuyện bình thường. Bất quá, Lâm Hạo, ngươi muốn hoàn thành mục tiêu này, độ khó quá lớn. Ta đề nghị vẫn là vững chắc đánh chắc, từ từ sẽ tốt hơn một chút. Pháp sư khuyên nhủ với nụ cười chiêu bài của mình. Nụ cười của hắn rất có lực tương tác, làm cho người ta có một loại cảm giác ta và ngươi là một nhóm. Nhưng Lâm Hạo nghe xong lại lắc đầu. Ta biết mục tiêu này khó như lên trời, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Lâm Hạo kiên định nói. Không có biện pháp, hệ thống cho hắn tân thủ túi quà quá mức mê người, Lâm Hạo thật sự không muốn mất đi. Jim Buss ở một bên nghe xong trong lòng lại vui vẻ. Xem ra cao bằng cấp người cũng không nhất định thông minh à, tiểu tử ngốc này nhận không rõ tình thế, định loại này không thực tế mục tiêu, nhất định sẽ đem đội bóng mang trong rảnh đi. Đến lúc đó, ta phủi mông rời đi, đem cục diện rối rắm để lại cho Jenny là được. Jim Buss càng nghĩ càng hưng phấn, nhìn không được nhìn về phía em gái ruột của mình. Hai người vừa nhìn nhau, Jenny liền từ trong nụ cười của Jim hiểu được tâm tư của người sau. Nhưng dì Jenny cũng không tức giận, chỉ kiêu ngạo hất cằm, sau đó liền dời mắt đi, không để ý tới Jim nữa. Mà ảo thuật gia khuyên nhủ, lại bị Lâm Hạo dứt khoát cự tuyệt, biểu tình ít nhiều có chút xấu hổ. Nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười, tiếp tục nói. Được rồi, nếu ngươi lấy đoạt giải quán quân làm mục tiêu, vậy kế tiếp phải làm cái gì đây? Với đội hình hiện tại của chúng ta, căn bản không có năng lực tranh quán quân. Hoặc là nói, chúng ta ngay cả năng lực tiến vào vòng tứ kết cũng không có. Ảo thuật gia lời này, Lâm Hạo ngược lại là phi thường tán thành. Trong thời gian ban đầu, người Hồ đã tổ chức chuyến lưu diễn giải nghệ của Kobe vào mùa giải 15. Nhưng sau khi Kobe đánh xong trận đấu cuối cùng với 60 điểm gây chấn động thế giới, thành tích của quân đoàn tử kim cũng dừng lại ở 17 tháng 65 thua. Chiến tích này xếp thứ nhất đếm ngược từ dưới lên ở phía Tây, xếp thứ hai đếm ngược toàn liên minh. Đội bóng có thực lực như vậy, muốn giành quán quân mùa giải này, khó khăn có thể tưởng tượng được. Cũng may, Lâm Hạo có hệ thống tương trợ. Trước từ tuyển tú đại hội bắt đầu đi, ta đã có một cái sơ bộ ý nghĩ. Ta sẽ đem bản nhãn ký giao dịch ra ngoài. Lâm Hạo nghiêm túc nói. Lời vừa nói ra, người phụ trách bộ phận tuyển trạch của đội bóng Hồ, đồng thời cũng là một thành viên của gia tộc Buôn Jesse Buôn mặc kệ. Ca, bản nhãn này không thể ký được. D'Angelo Russell chúng ta đã khảo sát rất lâu rồi. Hắn trạng thái tỉnh thiên phú, chiếu, tổ chức năng lực đều rất tốt, hơn nữa trước đây thử huấn thời điểm cũng biểu hiện rất khá. Ta có dự cảm, Russell có thể là thuộc về chúng ta Jordan. Jesse Buôn trực tiếp lướt qua Lâm Hạo, đối với thân ca Jim Buôn nói. Lâm Hạo nghe được những lời này, lại buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi cười cái gì? Jesse Buôn căm tức nhìn Lâm Hạo nói. Russell không thể trở thành Jordan, hắn ngay cả tiến vào ngôi sao tụ hội cũng quá sức. Lâm Hạo nhìn thẳng Jesse, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Jesse Buôn vừa định trả lời, lại bị ngăn lại. Jesse, ta đã nói rồi, kế tiếp sự vụ lớn nhỏ của đội bóng đều do Lâm toàn quyền phụ trách. Bất quá, bản nhãn ký có giá trị rất lớn, sử dụng như thế nào nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Lâm, ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Jim Buss khuyên nhủ. Lâm Hạo gật gật đầu, mặt mũi của ông chủ vẫn phải cho. Sau đó, Jim Buss lại đơn giản dặn dò một ít công việc, cũng cho Lâm Hạo phân phối một cái trợ lý tư nhân, lần này cao tầng hội nghị liền hạ màn. Đêm đó, tin tức Lâm Hạo trở thành tổng giám đốc mới nhậm chức của người Hồ, liền truyền tới các nền tảng xã giao lớn, cũng gây ra một ít tiếng vang ở Hoa Hạ. Bất quá, bởi vì Lâm Hạo mới ra đời, còn không có bất kỳ lý lịch. Mọi người chỉ là kinh ngạc vì người Hồ ký hợp đồng với một sinh viên tốt nghiệp cực kỳ trẻ tuổi làm tổng giám đốc, những phương diện khác còn chưa có quá nhiều thảo luận. Mà Lâm Hạo không có chút nào nhàn rỗi, Đêm đó trái lo phải nghĩ, rốt cục làm rõ bản nhãn ký giao dịch ý nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hạo để trợ lý tìm được đội khai cuộc vàng tổng giám đốc. Tim Connelly dãy số, bấm qua. Sau một lúc chờ đợi ngắn ngủi, một người đàn ông trầm thấp vang lên. Xin chào, đây là Lance Connelly. Xin chào, tôi là tổng giám đốc mới của đội Hồ, Lâm Hạo. Hôm nay tìm ngài là có một cuộc giao dịch muốn nói chuyện với ngài. Lâm Hạo đi thẳng vào vấn đề nói. Connelly nghe vậy sửng sốt. Hắn biết người Hồ thay đổi một cái đến từ Hoa Hạ tổng giám đốc, giống như liền kêu Lâm Hạo. Nhưng Connelly không dám tin, giọng nói trẻ tuổi trong điện thoại chính là người đó. Chờ một chút, tôi xác nhận một chút. Connelly vừa nói, vừa bảo trợ lý cầm số điện thoại đi điều tra. Được. Lâm Hạo cũng không sốt ruột, lẳng lặng chờ đợi đoạn sau. 5 phút sau, Connelly lại lên tiếng. Lâm quản lý, anh hùng xuất thiếu niên A, không biết tìm đội khai cuộc vàng của chúng ta nói giao dịch gì. Connelly cười khen tặng. Ta nhìn trúng một người trẻ tuổi trong đội các ngươi, muốn dùng bản nhãn ký giao dịch với các ngươi. Lâm Hạo thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi muốn dùng bản nhãn ký làm giao dịch với ta? Connelly không dám tin nói. Hắn rất rõ ràng, bản nhãn ký này là đội Hồ nước bậy nát một mùa giải mới có được. Vô số người hâm mộ người Hồ đều gửi gắm hy vọng vào chữ ký số 2 này, hy vọng dùng nó chọn được một người mới có thể kế thừa y bác Kobe. Nhưng hiện tại, tổng giám đốc mới nhậm chức này lại muốn bán bản nhãn. Lâm quản lý, nhớ không lầm, anh mới nhậm chức một ngày phải không? Anh có chắc là anh muốn thực hiện một giao dịch như vậy một cách vội vã không? Connelly xác nhận. Hắn nói như vậy cũng không phải là vì Lâm Hạo suy nghĩ. Ý ngầm của những lời này là: ngươi hiện tại làm chủ được sao? Lâm Hạo hai đời làm người, tự nhiên hiểu được dụng ý của đối phương. Yên tâm đi, tôi đã nhận được sự ủng hộ của bốt. Lời tôi nói là giữ lời. Về phần vì sao gấp gáp tìm ngươi làm giao dịch, cố hương của ta Hoa Hạ có câu châm ngôn, gọi tân quan nhậm chức tam bả hỏa. Ta có cái tư tâm, muốn dùng một khoản giao dịch kinh người, nhanh chóng đánh ra trò hay. Lâm Hạo thuận miệng bị chuyện. Được rồi, vậy ngươi muốn giao dịch như thế nào? Connelly cười hỏi. Lúc này, hắn đã đem Lâm Hạo trở thành lăng đầu thanh, chuẩn bị hảo hảo làm thịt một đao rồi. Năm nay có không ít mầm non tốt, giá trị bản nhãn ký vẫn rất cao. Cho nên, tôi không chỉ muốn chữ ký số 7, mà còn muốn Gary Harriser của các anh. Lâm Hạo đưa ra lần đầu tiên báo giá. Anh muốn Gary? Không được. Anh ấy là một phần quan trọng trong kế hoạch tái thiết của chúng tôi không có ý định cân nhắc giao dịch với anh ấy. Không chút do dự, Connelly từ chối, nhưng sau đó nói thêm. Bất quá. Ta ngược lại có thể nghĩ biện pháp giao dịch một cái vòng đầu cuối ký vị, hơn nửa số 7 ký, cùng ngươi làm giao dịch. Lâm Hạo nghe xong, cũng không có gấp gáp trả lời, mà là cố ý trầm mặc một hồi. Trên thực tế, mục tiêu thực sự của hắn căn bản không phải Gary Harriser, mà là Josh. Nếu như Connelly tiếp nhận lần đầu tiên báo giá, vậy Lâm Hạo liền nghĩ biện pháp để cho Jokić trở thành giao dịch thêm đầu. Hiện tại bị cự tuyệt, tình huống vẫn như cũ ở trong lòng bàn tay của hắn. Một cái số 7 và một cái vòng cuối cùng, đổi lại là cái bản mà chúng ta đã bỏ dở một năm mới có được. Như vậy chúng ta có chút thua thiệt. Nếu không, ngươi lại giúp ta xử lý một cái hợp đồng đi. Lâm Hạo tiếp tục hướng dẫn từng bước. Chương 5. Giao dịch đạt tới. Hẹn cơ bản kỳ muốn tới hồ người. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Xử lý hợp đồng. Connelly sửng sốt một chút, lập tức ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ tươi cười. Không phải là nhận một hợp đồng rác rưởi của người Hồ sao? Chuyện nhỏ một chuyện, đội khai cuộc hiện tại cũng là đội bóng đang trong giai đoạn xây dựng lại, không gian tiền lương trong đội vô cùng khỏe mạnh, ăn hợp đồng rác rưởi tiếp theo cũng không có vấn đề gì. Anh muốn tôi giúp anh ăn hợp đồng của ai? Connelly hỏi. Roy Hibbert. Lâm Hạo chậm rãi nói ra một cái tên. Roy Hibbert, biệt danh Hắc Diêu Minh. Đương nhiên, ngoại hiệu này hiện tại đã rất ít người kêu. Ngày nay người hâm mộ thích gọi Albert là Cao Viên Viên. Bởi vì anh ta thường xuyên chặt bỏ số liệu vòng tròn kép của không bản bóng rổ không hỗ trợ trong các trận đấu. Và mùa giải này, Hibbert kiếm được 15,5 triệu đô la. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian 15 năm này, chỉ có siêu khổng lồ mới có thể lấy được hợp đồng lương trên 20 triệu. Như Kobe, mức lương năm nay là 25 triệu đô la Mỹ. Bị thương tật và tuổi tác quấy nhiễu, năng lực hiện tại của hắn có lẽ đã không xứng với mức lương này. Nhưng Kobe đã chinh chiến gần 20 mùa giải cho người Hồ, giành được vô số vinh dự, và anh xứng đáng nhận được mức lương này. Nhưng một cầu thủ có số liệu và sức ảnh hưởng của trận đấu đều vô cùng loãng, khẳng định là không xứng với tiền lương hiện tại. Nếu có thể thuận tay xử lý hợp đồng rác rưởi của hắn, đối với người Hồ tuyệt đối là một chuyện tốt. Connor nghe được tên Hibbert, cũng không có bất kỳ cảm xúc phập phồng nào. Anh ta biết mức lương của Hibbert rất cao, nhưng cũng biết hợp đồng của anh ta sẽ hết hạn vào năm tới. Mà không gian tiền lương của đội khai quật vàng sung túc, trước mắt cũng không có cầu thủ nào cần gia hạn hợp đồng, ăn phần hợp đồng này hoàn toàn không thành vấn đề. Mùa giải này chắc đội của anh không định vào vòng tứ kết chứ. Hợp đồng của Roy sẽ hết hạn vào mùa hè tới, khi đó bạn sẽ có một mức lương rất lớn và nếu được thực hiện đúng cách, bạn hoàn toàn có thể ký hợp đồng với một cầu thủ ngôi sao. Và trong năm nay, Roy, với tư cách là một cựu chiến binh, có thể mang theo một trung phong trẻ như Jokić. Lâm Hạo tiếp tục hướng dẫn từng bước. Lúc này hắn bình tĩnh dị thường, vẫn không có bại lộ ý đồ chân thật. Connor động tâm rồi. Phân tích của Lâm Hạo không sai chút nào. Mục tiêu mùa giải sau của đội khai quật vàng chính là rèn luyện người mới, nhân tiện bậy bừa bãi, tranh thủ giành được quyền tuyển chọn. Một khi giao dịch thành hình, bản nhãn ký của người Hồ mang đến chỗ tốt, tuyệt đối lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng của việc ăn hợp đồng an bớt. Lâm, ta cảm thấy đề nghị của ngươi rất tốt, nếu không chúng ta hiện tại. Chờ một chút. Conley vừa định đem giao dịch quyết định, đã bị Lâm Hạo mở miệng cắt đứt. Quản lý Connor, tôi đưa ra lợi thế giao dịch tràn đầy thành ý như vậy, chỉ đổi lấy một chữ ký số 7 và một chữ ký cuối vòng đầu. Có chút thiệt thòi à. Nếu không ngài đem Gary Harriser tặng cho chúng tôi đi. Lâm Hạo lại nhắc tới tên Harriser. Gary. Không thể. Nhưng, Linh, ngoài cậu ấy và Jokić, cậu có thể chọn một cầu thủ trẻ như một phần của thỏa thuận. Connor cũng lui một bước. Ở trong lòng, hắn vẫn rất muốn bản nhãn của người Hồ này ký. Đội khai quật vàng đang xây dựng lại, vẫn chưa tìm được cầu thủ nền tảng. Nếu như có thể đem số 7 thăng cấp thành số 2, Connor sẽ có nắm chắc lớn hơn nữa, tìm được đứa con thiên mệnh của đội bóng. Mà Lâm Hạo tại nghe được những lời này về sau, thì lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Hắn chờ, chính là những lời này. Ngài chờ một chút, để tôi xem danh sách khai quật. Lâm Hạo vẫn kiên nhẫn như cũ, diễn toàn bộ vở kịch. Có một lý do tại sao anh ta thận trọng như vậy. Trước mắt mà nói, đội khai quật vàng đối với tiềm lực của Joker kỳ rốt cuộc hiểu rõ cỡ nào, Lâm Hạo cũng không biết. Nếu như tùy tiện đề nghị đem Jokić sang bỏ vào trong giao dịch, không chừng sẽ khiến cho Connor cảnh giác. Anh sẵn sàng ra mắt vì Jokić. Vậy thì tôi sẽ phải định nghĩa lại giá trị của Jokić. Vì tránh cho Connor sinh ra ý nghĩ như vậy, Lâm Hạo vẫn ẩn nhẫn không phát. Anh xem đi, không cần cúp điện thoại. Trong giọng nói của Connor mơ hồ có chút hưng phấn. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Lâm Hạo rốt cục mở miệng. Liền cái này Nikola Jokić đi, ta cảm giác trên người hắn có pau. Thò bóng dáng. Connor sửng sốt một chút. Lâm Hạo vậy mà lựa chọn một cái năm ngoái nhị vòng tú. Còn tưởng tượng Joshua trở thành pau thò tiếp theo. Connor không khỏi cười lắc đầu. Anh ta vừa gặp Jokić cách đây không lâu. Cậu bé mập mạp đến từ Serbia kia, năm ngoái biểu hiện ở giải đấu châu Âu rất tốt, hình thể cũng tốt hơn đại hội tuyển chọn 14 năm không ít. Nhưng trong mắt Connor, giá trị của Jokić không đáng nhắc tới so với bảng xếp hạng. Ánh mắt của cậu rất tốt, Lâm, cậu ta là do thám tử của chúng tôi đề cử năm ngoái. Bất quá, ngươi đã thích, ta chỉ có thể nhìn đau bỏ đi những thứ yêu thích. Connor nói với vẻ tiếc nuối. Nhưng nếu là có người đứng ở bên cạnh hắn, liền có thể thấy hắn ức chế không được dương lên khóe miệng. Vậy, chúng ta hợp tác vui vẻ chứ? Lâm Hạo vừa cười vừa nói. Được. Cứ quyết định như vậy đi. 2 ngày nữa tôi sẽ làm xong, cậu chờ điện thoại của tôi là được. Connor phóng khoáng nói. Lập tức, hai người kết thúc trò chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hạo đơn giản ở trong đầu phục bàn một chút cùng Connor đàm phán. Đối phương là một người từng trải xa trường, nhưng đàm phán hôm nay lại tiến hành thuận lợi hơn dự đoán rất nhiều. Hẳn là bút của đại sư đàm phán đang có tác dụng đi. Lâm Hạo ở trong lòng suy đoán nói. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Lâm Hạo cũng không thèm để ý đối phương chân thật ý nghĩ. Chỉ cần mục đích có thể đạt thành, như thế nào cũng tốt. Tiếp theo, Lâm Hạo lấy ra một tờ giấy, bắt đầu tính toán trong tay tài sản. Đào vàng sẽ cho tôi một chữ ký số 7 và một chữ ký vòng đầu. Tính cả người hồ vốn có số 27 và số 34, trong tay tôi tổng cộng có 4 quyền tuyển chọn. Khai cuộc cho số 7 chắc chắn chọn bố khắc, người còn lại chưa xác định, không cần suy nghĩ trước. Số 27 ký nguyên thời không bên trong tuyển chính là Tiểu Nam Tư, số 34 ký tuyển hình như là Anthony Brown. Lâm Hạo đã đem năm nay tuyển tú danh sách nghiên cứu thấu đáo, này hai cái ký tên rõ ràng đều có tốt hơn lựa chọn. Rất nhanh, hắn liền ở trên giấy viết xuống mấy cái tên. Jerami Grant, Bobby Potty, Kevin Looney, Monter Harrell, Josh Richardson, Pat Connaughton, Norman Powell. Những cầu thủ này đều sẽ đánh ra trò trống trong tương lai. Lâm Hạo cân nhắc một hồi, quyết định vẫn là ưu tiên lựa chọn bên cánh cầu thủ. Với góc nhìn của người xuyên Việt, dự trữ cầu thủ bên sườn trong bóng rổ hiện đại thật sự quá quan trọng. James, Durant, các chiến binh đều là chướng ngại cực lớn vắt ngang trên con đường đoạt giải quán quân của người Hồ. Không tích trữ thêm mấy cái sườn ở trong đội, căn bản không có khả năng chống lại những đội bóng này. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo đem Grant cùng Josh Richardson tên vòng lên. Ngoài ra, tên của Harrell và Powell cũng bị Lâm Hạo gạch dưới. Bọn họ không có tác dụng. 2 ngày sau buổi sáng, Lâm Hạo điện thoại di động vang lên. Cầm lên nhìn, chính là tổng giám đốc khai quật. Connor gọi tới. Lâm, ta giao dịch đến năm nay số 19 ký, giao dịch của chúng ta có thể tiến hành. Connelly đi thẳng vào vấn đề. Lâm Hạo nghe xong mỉm cười. Jokić, Laker đang đến. Chương 6. Nhiệm vụ mới. Tuyển tú đại hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Tối hôm đó, phóng viên nổi tiếng của Nhã Hổ Thể Thao Ui đã phát biểu trên Twitter. Los Angeles Lakers gửi số 25 năm và Roy Hibbert, số 75 năm và số 19 từ Denver Nuggets và Nikola Jokić. Tin tức vừa ra, người hâm mộ người Hồ trong nháy mắt nổ tung. Bọn họ tại cái này Twitter văn bình luận trong quần chúng phẫn nộ, đối với khoản giao dịch này, cùng với cầm đao giao dịch Lâm Hạo đưa ra toàn phương vị nghi vấn. Người Trung Quốc này đang làm gì? Mới nhậm chức vài ngày, đã đem bản nhãn đội bóng Tân Tân đau khổ bày ra đổi ra. Nhưng chúng ta được gì? Một chữ ký số 7, một chữ ký trong vòng đầu, còn gì nữa? Một con gấu trắng lớn từ châu Âu. Ngươi xác định hình thể của hắn không phải luyện đô vật. Nhớ không lầm, người Hồ lúc trước thử huấn Russell, còn đối với hắn phi thường hài lòng đi. Tôi cố ý đi xem video trận đấu của anh ta là một người khống chế trung tâm vô cùng sáng tạo, là người trẻ tuổi có thể làm nền tảng của đội bóng bồi dưỡng. Lâm Hạo vừa nhậm chức, liền đem Russell đánh mất. Ta thương mại tâm tính sụp đổ. Xong rồi. Tôi còn hy vọng người Hồ có thể dựa vào bản nhãn ký này mà chọn một người nối nghiệp Kobe. Đây là tạo nghiệt gì chứ, không có bản nhãn ký, sau khi Kobe giải nghệ tôi sẽ xem ai. Có rất nhiều khiếu nại tương tự. Người hâm mộ người Hồ yêu sâu đậm, trách nhiệm thiết tha. Bọn họ đem lửa giận tập trung ở Lâm Hạo cùng Jokić trên người. Bất quá, hai người bị vây ở trung tâm dư luận, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Jokić nhanh chóng đăng một tweet nói rằng anh rất vui khi trở thành một phần của Lakers. Phía dưới Twitter còn kèm theo một bức ảnh anh uống coca thời trung học. Fan hâm mộ người Hồ vốn đã tức giận, vừa nhìn ảnh ghép của Josh, lại càng tức giận không chịu được. Câu trả lời nổi bật nhất trong khu vực bình luận là: một cầu thủ chuyên nghiệp, điều cơ bản là giữ dáng và kiểm soát chế độ ăn uống của mình, vậy bạn có muốn mang một cái bụng to để chống lại Howard và Garnett không? Sau đó, chính Jokić đã trả lời bình luận của mình. Người anh em, bạn nói đúng, nhưng đây là bức ảnh của tôi từ nhiều năm trước. mà một vị khác bị quần khởi nhi công đối tượng. Lâm Hạo lúc này thì bận rộn đội bóng bổ cường công tác, căn bản không rảnh để ý tới những này dư luận. Sau khi đạt được giao dịch với đội khai cuộc vàng, trong tay anh có 4 chữ ký số 7, 19, 27, 34 năm nay. Ngoại trừ đã định số 7 ký muốn chọn bố khác bên ngoài, mặt khác 3 cái ký vị cụ thể chọn ai, Lâm Hạo còn không có nghĩ kỹ. Nhưng có thể khẳng định, 3 chữ ký này cũng có thể giúp người Hồ có được cầu thủ trẻ rất tốt. Chỉ là, Lâm Hạo vương triều người đặt nền móng bút, trước mắt chỉ có thể tác dụng ở 3 tên cầu thủ trên người. Một lần đạt được nhiều tân binh tiềm lực như vậy, không có biện pháp làm được mưa móc đều dính. Xem hệ thống giới thiệu, đội bóng mỗi lấy được 1 trận đấu chính thức thắng lợi, ta liền có thể được đến 10 điểm danh vọng giá trị, còn có thể mở khóa vương triều người đặt nền tiến độ. Giá trị danh vọng có ích lợi gì vẫn chưa rõ ràng, nhưng tiến độ mở khóa này vô cùng quan trọng. Tiến độ của người sáng lập triều đại bây giờ là 0-3, có nghĩa là chỉ với 3 chiến thắng, số lượng người đóng vai trò bút có thể tăng lên. Lâm Hạo trong lòng tính toán. Cụ thể mở khóa quy tắc hắn còn không rõ lắm, nhưng có một điểm Lâm Hạo rất rõ ràng. Hắn cần càng nhiều thắng lợi. Chỉ cần có thể không ngừng thắng trận đấu, kỹ năng của hắn sẽ càng ngày càng cường đại. Tuy nhiên, với đội hình hiện tại của đội hình Hồ nước muốn giành được nhiều thắng lợi hơn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tiếp tục bổ sung đội bóng. Ngoại trừ tuyển chọn, giao dịch với các đội bóng khác, ký hợp đồng với cầu thủ tự do, đều là phương pháp bổ sung sức mạnh cơ bản. Nhưng dùng ai giao dịch cầu thủ nào, Lâm Hạo còn chưa nghĩ ra, phương pháp này chỉ có thể tạm thời gác lại. Xem thêm về thị trường cầu thủ tự do, Lâm Hạo cẩn thận xem xét danh sách cầu thủ tự do năm nay. Trong đó, có rất nhiều cái tên quen thuộc. Nhưng bọn họ hoặc là khó có thể ký được, hoặc là cùng Lâm Hạo xây đội lý niệm không hợp, làm người xuyên Việt. Lâm Hạo muốn tạo ra một chi kim đủ kích thước, năng lực vận động cùng với không gian tấn công hiện đại hóa đội bóng. Giống như Leonard của đội Mã Thích, cũng rất phù hợp với suy nghĩ xây dựng đội của hắn. Nhưng người ta là bảo bối của đội Mã Thích, năm nay nhất định phải gia hạn hợp đồng. Mà Adrian của người khai thác cũng có thực lực không tầm thường, nhưng nếu ký hợp đồng với hắn, không gian phát huy của Joshua chắc chắn sẽ bị nén lại. Kể từ đó, cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngay tại Lâm Hạo chuẩn bị buông tha, chuyên tâm nghiên cứu tuyển tú lúc, băng lãnh kim loại âm lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhậm chức sau một bút giao dịch, hiện tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Tuệ nhãn thức châu. Một con mắt độc đáo là một phẩm chất cần thiết cho một người quản lý bóng rổ tốt. Yêu cầu chủ nhà chọn cầu thủ phù hợp tại hội nghị dự thảo và dẫn họ đến chức vô địch mùa hè. Phần thưởng nhiệm vụ. 1. Thẻ quay ngược thời gian 1-2, vạn giới thương thành mở ra tư cách. Lâm Hạo nghe xong sửng sốt, lập tức hỏi hệ thống hai cái này là cái gì? Thẻ quay ngược thời gian. Sau khi sử dụng có thể khôi phục chức năng cơ thể của một người chơi trở lại 7 năm trước. Vạn giới thương thành. Bảo tàng vô cùng của thế giới bóng rổ. Sau khi mở ra, ký chủ có thể dùng giá trị danh vọng mua bất cứ hàng hóa nào. Hệ thống thanh âm như trước lạnh như băng, Lâm Hạo lại nghe được như một xuân phong. Cái này, vạn giới thương thành, giá trị chưa biết, nhưng thời gian hồi tố tạp nhưng quá hữu dụng. Bởi vì cái gọi là, hoa có ngày nở lại, người không còn thiếu niên nữa. Tấm thẻ này lại có thể làm cho một cầu thủ, khôi phục đến 7 năm trước thân thể chức năng. Lâm Hạo lập tức nghĩ tới Kobe. Nếu có thể đưa Kobe trở lại trạng thái 7 năm trước. 7 năm trước, cũng chính là năm 2008 Kobe, đây chính là thời kỳ đỉnh cao kết hợp giữa thân thể và kỹ thuật của hắn. Nếu Kobe có thể tìm lại trạng thái khi đó, xác suất đoạt giải quán quân năm nay của người Hồ tất sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, Lâm Hạo rất nhanh ý thức được, chỉ dựa vào thời gian hồi tưởng chỉ sợ không đủ. Bởi vì Kobe hiện tại không chỉ là vấn đề tuổi tác, trên người hắn còn có không ít thương tích. Mặc dù chức năng thân thể khôi phục, thương tật cũng sẽ trở thành gông cùng xiềng xích để hắn trở lại đỉnh cao. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng vô luận như thế nào, nhiệm vụ này Lâm Hạo thế tất yếu hoàn thành. Hắn rất rõ ràng, đây là bước đầu tiên quan trọng trên con đường tranh quán quân của người Hồ. Như vậy, vài ngày sau đại hội tuyển tú, liền có vẻ càng quan trọng. Thời gian vội vã, đảo mắt đã đến ngày đại hội tuyển tú. Tổng giám đốc NBA Adam Shaw mỉm cười đứng trước sân khấu. Hôm nay hắn âu phục dày da, đầu trọc bóng loáng, dưới kính không khung là một đôi mắt hồ ly. Sau một cái mở màn đơn giản, đại hội tuyển tú chính thức bắt đầu. Chương 7. Lượt bài chúng nghị. Số 7 ký lựa chọn. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Trợ lý đưa một cái thẻ tay cho Tiếu Hoa. Trên thẻ tay viết chính là đội sói xăm lâm có được trạng nguyên ký, đưa ra lựa chọn cuối cùng. Đệ nhất thuận vị, Minnesota xăm lâm lan đội tuyển chọn, đến từ Kentucky Đại học. Các Anthony Downs. Tiếu Hoa tuyên bố. Vừa dứt lời, dưới sân tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tottenham chơi rất tốt tại NCAA. Từ sau tháng 3 điên cuồng, hắn vẫn là trạng nguyên đứng đầu. Hôm nay trúng tuyển, coi như là danh xứng với thực. Đường Tư cười đứng dậy, đội mũ sói xăm lâm lên, cũng chào hỏi bạn bè thân thích bên cạnh. Làm xong những thứ này, hắn mới bước chân tự tin, lên sân khấu chụp ảnh chung với Tiếu Hoa. Tiếp theo, liền đến phiên đội khai cuộc vàng lựa chọn bản nhãn. Lúc này, fan hâm mộ người Hồ tại hiện trường phát ra từng trận la ó, hiển nhiên, qua nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn là không cách nào hiểu được Lâm Hạo thao tác. Nhưng ván đã đóng thuyền, bản nhãn ký của đội Hồ đã thuộc về đội khai cuộc vàng. Đệ nhị thuận vị, Denver đội khai cuộc lựa chọn, đến từ Ohio bang đại học D'Angelo Russell. Không có bất kỳ hồi hộp. Tổng giám đốc Conley không chút do dự lựa chọn Russell. Vị khống vệ cao lớn có linh khí nhất năm nay này. Người hâm mộ Nugget bắt đầu reo hò. Tiếng la ó của người hâm mộ Hồ càng lớn hơn. Mà Russell sau khi nghe được mình được chọn, cũng không có mừng như điên, biểu tình có chút vi diệu. Sau khi chụp ảnh chung với Tiếu Hoa, anh đi tới khu phỏng vấn truyền thông, tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên tại hiện trường. Phóng viên TNT. Jinitami mỉm cười và hỏi. Lo, tâm trạng của anh bây giờ thế nào? Chúng ta đều biết, trước đây anh đã bày tỏ rõ ràng mong muốn gia nhập Laker, nhưng bây giờ anh đã được chọn bởi Nugget. Anh nghĩ gì về điều này? Đầu tiên, tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và bây giờ Nugget đã chọn tôi sẽ cống hiến tất cả những gì tôi có ở Denver. Nhưng đồng thời, tôi cũng là một người trung thực. Ta hiện tại chỉ muốn nói, người Hồ, ngươi sẽ hối hận. Russell khó chịu nói. Một màn này thông qua ống kính tiếp sóng, được truyền tới các nơi trên thế giới. Đương nhiên, cũng truyền tới Lâm Hạo trước mặt. Lúc này hắn đang cùng các tuyển trạch viên người Hồ ở trong một phòng họp trong hội trường, theo dõi đại hội tuyển chọn. Sau khi nghe Russell phát biểu, một gã tuyển trạch viên lớn tuổi lắc đầu, biểu tình như ăn ruồi bọ buồn nôn. Được hiện tại một cái tân binh cũng dám khiêu khích chúng ta. Cái này nếu là trước kia, Kobe kế tiếp đụng phải đội khai cuộc vàng, không phải đem Russell này ấn trên mặt đất ma sát. Lập tức có người đáp. Không sai, không đánh hắn ra, coi như hắn sạch sẽ. Đáng tiếc, hiện tại Kobe già rồi, còn bị thương nhiều như vậy. Có thể ra sân chơi bóng đã là không tệ rồi, rất khó khống chế trận đấu như trước. Lâm Hạo sau khi nghe được những ngôn luận này, biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ. Sự khiêu khích của Russell, Lâm Hạo căn bản không quan tâm. Chờ người Hồ trùng kiến xong, thấy hắn một lần đánh một lần là được. Rất nhanh, tuyển tú thứ 3 đến thứ 6 đều đã kết thúc. Caesar chọn Okafor, Nick chọn Porzingis và Magic chọn Hionia. Bây giờ, đến phiên người Hồ chọn người. Trong dự đoán của các trang web tuyển chọn lớn, ứng cử viên thứ 7 phần lớn tập trung vào Emmanuel Moody và Stanley Johnson. Quản lý, tôi vẫn đề nghị bạn chọn Moody. Anh ấy là hậu vệ dẫn bóng toàn diện nhất trong năm nay. Nói về linh tính, anh ấy có thể không hơn Russell, nhưng thiên phú thể chất của anh ấy tốt hơn, tiềm năng phòng thủ lớn hơn. Chọn anh ấy ở vị trí thứ 7, chắc chắn kiếm không lỗ. Moody vừa mới kết thúc CBA hành trình, hắn ở Quảng Đông đội đánh không tệ, tích lũy không ít fan hâm mộ. Có ngài ở đây, nếu như lại tuyển một cái có hoa hạ lý lịch cầu thủ, chúng ta tại hoa hạ lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể lại tiến thêm một bước. Tôi không nghĩ giống như họ, tôi cảm thấy tốt hơn nên chọn Stanley Johnson. Liên minh ngày nay đang ở thời kỳ thịnh vượng của các tiền đạo nhỏ. Một cầu thủ bên sườn có kích thước đủ lớn và thể thao tuyệt vời là sự lựa chọn phù hợp với xu hướng thời đại. Ngươi hô mấy vị tuyển trạch viên nhóm ngươi một lời ta một câu, đều muốn tại thời khắc cuối cùng để cho Lâm Hạo thay đổi chủ ý. Bởi vì tại tuyển tú đại hội trước, Lâm Hạo liền từng đi thẳng vào vấn đề tỏ vẻ, hắn sẽ dùng cái này số 7 ký, lựa chọn đến từ Kentucky đạt điểm hậu vệ. Devin Booker, một phân vệ cổ điển có sở trường phóng xạ. Nhưng Booker, trong các dự đoán dự thảo, luôn đứng ngoài lề xổ số. Các trang web uy tín như ESPN chỉ xếp Booker ở vị trí 15. Dùng số 7 ký chọn một cầu thủ như vậy, một đám tuyển trạch viên người Hồ đều khó có thể hiểu được. Bọn họ rất sợ, vạn nhất sách khắc thủy, bọn họ sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục. Nhưng Lâm Hạo căn bản không nghe lời khuyên của bọn họ. Khi bọn họ mồm năm miệng 10, vị tổng giám đốc trẻ tuổi này đã viết xong tờ giấy, giao cho quan chức NBA. Rất nhanh, Tiếu Hoa nhận được tin tức, bắt đầu tuyên bố. Thứ bảy thuận vị, Los Angeles Lakers đội lựa chọn đến từ Kentucky phân vệ Devin Booker. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng thán phục. Ngay cả bản thân Booker, khi nghe tên mình, cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Booker luôn tự tin tuyệt đối vào bản thân mình. Nhưng hắn cũng một mực chú ý bảng xếp hạng tuyển chọn, rất rõ ràng vị trí của mình trong mắt truyền thông uy tín. Booker thậm chí đã sẵn sàng để rơi ra khỏi khu vực xổ số. Hắn chỉ nghĩ, vô luận ở chỗ nào thuận vị được chọn trúng, sau khi tiến vào liên minh nhất định phải đánh ra trò trống, làm mất mặt những đội bóng trước đó không chọn hắn. Nhưng hiện tại, người Hồ lại lựa chọn hắn ở vị trí thứ 7. Hình như tôi chưa từng thử huấn luyện cho người Hồ. Sao họ lại chọn tôi chứ? Có phải vì Kobe không? Booker có một ý tưởng kỳ lạ. Hắn là khoa mật đáng tin cậy, rất nhiều động tác kỹ thuật trên sân đều là bắt chước Kobe. Được người Hồ chọn, phản ứng đầu tiên của Block là: có phải bởi vì phong cách chơi bóng của tôi giống Kobe, bọn họ muốn tôi nhận ca của Kobe? Mà khi bố khắc mơ hồ, cảm xúc bất mãn của fan hâm mộ người Hồ tại hiện trường đã tích lũy đến đỉnh cao. Trong mắt bọn họ, so với giao dịch bản nhãn ký càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, là dùng số 7 ký chọn một cầu thủ không có tiếng tăm gì. Năm ngoái cả năm cố gắng, đều lãng phí. Nick tuyển Porzingis thời điểm ta còn đang cười trộm, không nghĩ tới chúng ta tuyển người càng thái quá, này Booker bộ dạng giống người da trắng dường như, có thể có ích lợi gì. Bố khắc cũng nghe được tiếng nghị luận ở hiện trường. Nhưng được người Hồ chọn, hắn vẫn rất cao hứng. Đội mũ bóng của quân đoàn tử kim lên, bố khắc không nhìn tiếng la ó, mỉm cười lên đài chụp ảnh chung với Tiếu Hoa. Mà sau khi kết thúc, bố khắc biết được một tin tức. Người Hồ sở dĩ chọn hắn, hoàn toàn là kết quả tân nhiệm tổng giám đốc Lâm Hạo khư khư cố chấp. Nói cách khác, người Hồ căn bản không coi hắn là vật thay thế Kobe. Booker bị chọn trúng, đơn thuần chỉ là bởi vì Lâm Hạo xem trọng hắn. Chương 8. Liền ký 6 người. Thu hoạch tràn đầy tuyển tú đại hội. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đối với việc này, bố khắc tự nhiên phi thường ngoại ý muốn. Hắn biết rất ít về Lâm Hạo, chỉ biết người sau vừa mới trở thành tổng giám đốc người Hồ. Trở thành tổng giám đốc của đội NBA ở tuổi 20, bản thân chuyện này đã làm nên lịch sử. Ngoài ra, tất cả những gì Booker biết là Lâm Hạo vừa nhậm chức, liền đem bản nhãn ký giao dịch. Booker và Walter Raleigh là bạn thân. Người sau cũng vì chuyện này mà phàn nàn với Booker. Bố khắc lúc ấy còn không cho là đúng. Nhưng bây giờ xem ra, Lâm Hạo làm khoản giao dịch này tựa hồ là vì hắn. Vì em đã tin tưởng anh như vậy, anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng. Bố khắc thầm nghĩ trong lòng. Đội bóng Hồ có cầu thủ hắn sùng bái nhất. Kobe, hiện tại lại có thêm một tổng giám đốc thưởng thức hắn. Lâm Hạo. Booker không nghĩ ra bất kỳ lý do gì, không dốc hết tất cả ở Los Angeles, đánh ra trò trống. Đại hội tuyển chọn tiếp tục tiến hành. Lâm Hạo lưu ý một chút, mỗi chi đội bóng tuyển người cơ bản đều cùng nguyên thời không nhất trí, ngoại trừ mặt trời loại này bị Lâm Hạo ảnh hưởng. Điều này làm cho Lâm Hạo thập phần thư thái. Hắn không cần lo lắng, cầu thủ trong lòng bị cắt râu. Tiếp theo, Lâm Hạo liền dùng đào vàng cho số 19 ký lựa chọn Jerami Grant. Với chữ ký số 27, Monter. Harrell được chọn. Josh Richardson được chọn với chữ ký số 34. Ba người này phong cách chơi bóng khác nhau. Lâm Hạo cũng không phải muốn đem bọn họ đều bồi dưỡng thành đội bóng hạch tâm cầu thủ. Ví dụ như Harrell. Vì nội tuyến thấp bé thiên phú động lực này, có thể quét ra số liệu xinh đẹp, nhưng rõ ràng không thích hợp với cục cao cấp. Lâm Hạo bước đầu ý nghĩ là đem hắn bồi dưỡng thành băng ghế đạo tặc, hoặc là ở tương lai làm lợi thế đi giao dịch cầu thủ tốt hơn. Chưa xong đâu. Ngay tại Lâm Hạo chuẩn bị dẹp đường hồi phủ lúc, người Hồ tuyển trạch viên tổng giám Jesse Buss cầm một phần văn kiện dò hỏi. Quản lý, đây là năm nay lạc tuyển tú danh sách, người muốn nhìn một chút sao? Lâm Hạo gật đầu. Nhìn một cái cũng không mất bao nhiêu thời gian, vạn nhất có hàng tốt thì sao? Rất nhiều người xem không lên xuống tuyển tú, cảm thấy những người này là bị chọn còn lại, khẳng định không được. Nhưng trên thực tế, mỗi năm ít nhiều đều có một ít di châu, không được khai quật. Trong lịch sử, có không ít chương trình vòng 2 đánh ra trò trống, ví dụ như 4 lần đoạt giải cầu thủ phòng thủ tốt nhất. Benwala. Lâm Hạo nhận lấy tài liệu. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, trong danh sách này thậm chí có 2 bảo tàng. Thứ nhất là Van Gogh, biệt danh Van Jordan. Thứ hai là Bang Mamba, Caruso. Lâm Hạo có chút nghi hoặc. Trong ấn tượng của hắn, hai người này hẳn là 16 năm mới tham gia tuyển chọn và cuối cùng bị loại, vì sao lại xuất hiện trong danh sách năm nay? Hơn nữa, Lâm Hạo tại tuyển tú đại hội trước nghiên cứu qua danh sách, cũng không có nhìn thấy hai người này. Có mấy cái tên, là mới thêm chứ? Lâm Hạo hỏi. Jesse Buss nghe vậy cả kinh, lập tức gật đầu. Có 5 cầu thủ, là ở thời khắc cuối cùng mới tuyên bố tham gia tuyển chọn. Bởi vậy trước cấp Lâm Hạo cái kia phần 1.0 phiên bản trong danh sách, cũng không có những người này tên. Jesse Buss ngạc nhiên vì Lâm Hạo dĩ nhiên liếc mắt một cái liền có thể phát hiện bất đồng. Điều này có nghĩa là người sau chắc chắn đã nghiên cứu danh sách với sự tự tin cao. Là bỏ công phu. Hãy gọi Alex Caruso và Fred Van Vleet và nói với họ rằng Lakers sẵn sàng ký hợp đồng với họ. Lâm Hạo thản nhiên nói. Caruso. Van Vleet. Hai hậu vệ dẫn bóng. Jesse có chút nghi hoặc. Đội Hồ cũng không thiếu khống chế. Louis William, Jordan Clark, Hunta, ba anh em này đủ thời gian để chia vị trí này. Lại chọn 2 khống vệ, còn đều là tuyển tú, ý nghĩa ở đâu? Đúng vậy, chính là hai người bọn họ, nhất định phải đem bọn họ ký xuống. Lâm Hạo thanh âm vẫn trầm thấp như cũ, nhưng thoáng tăng thêm ngữ khí. Kỳ quái chính là, Jesse Buss không hiểu cảm thấy một cổ áp lực, phản phất không có dựa theo Lâm Hạo nói làm, sẽ có nghiêm trọng hậu quả bình thường. Được. Tôi sẽ liên lạc ngay bây giờ. Jesse Buss không nói thêm gì nữa, xoay người đi gọi điện thoại. Không thể không nói, một bộ phận thành viên của Bác gia tộc, năng lực vẫn rất mạnh. Không có bao lâu, Lâm Hạo liền nhận được Caruso cùng Van Jordan lần lượt ký hợp đồng tin tức tốt. Đến lúc này, công tác tuyển chọn đại hội lần này của đội Hồ đã hạ màn. Booker, Grant, Harrell, Richardson, Caruso, Van Jordan, tổng cộng 6 người mới. Hơn nữa, 6 người này đều có đặc điểm riêng, mỗi người đều có thực lực không tầm thường. Ở Lâm Hạo xem ra, trận này tuyển tú đại hội, người Hồ tuyệt đối là kiếm được bồn đầy bát đầy. Nhưng NBA quy định rằng mỗi đội chỉ có thể có tối đa 15 người trong danh sách lớn và tối đa 12 người trong một trận đấu. 6 cầu thủ này khẳng định không thể một lần đều gia nhập đội một. Ý nghĩ của Lâm Hạo là trước tiên đem Caruso cùng Van Jordan hai người này thi tuyển, hạ xuống phát triển liên minh rèn luyện. Chờ bút của anh ta có thể ảnh hưởng đến nhiều người hơn và triệu hồi họ trở lại. Mà trong quá trình này, Lâm Hạo cũng sẽ từng bước tiến hành tinh giản danh sách người Hồ hiện có. Một số cầu thủ thực lực không đủ, hoặc là giao dịch, hoặc là cắt đứt. Chờ sau khi danh sách lớn trống ra, lại đem hai người bọn họ thu nạp vào một đội. Tất nhiên, Caruso và Van Jordan có thể tham gia giải đấu mùa hè. 2 ngày sau, Lâm Hạo đi tới Staper sân bóng. Hôm nay là lần đầu tiên đội Hồ hợp luyện trong mùa giải mới, nhưng không phải toàn bộ thành viên hợp luyện. Các lão tướng không cần tham gia giải đấu mùa hè, có thể tiếp tục nghỉ phép, bởi vậy không có mặt. Những người mới thì tề tụ một chỗ, bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên sau khi tiến vào NBA. Ngoại trừ 6 tân binh mới tuyển năm nay, Joe Sue mới từ giao dịch khai cuộc vàng mà đến, mùa giải trước chỉ đánh một trận, Randle vì bị thương mà chi trả, cũng xuất hiện trên sân bóng. Lâm Hạo trình diện lúc, các cầu thủ đã bắt đầu làm hoành di luyện tập. Nhìn trên sân đổ mồ hôi các cầu thủ, Lâm Hạo đột nhiên có loại không chân thật cảm giác. Trước đây, anh đều xem NBA qua TV, điện thoại di động. Nhưng bây giờ, những cầu thủ NBA này đang cố gắng tập luyện cách đó không xa. Jokić, Booker, Randle. Những này tương lai ngôi sao bóng đá, hôm nay đều xem như Lâm Hạo cấp dưới. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Lâm Hạo hôm nay tới, cũng không phải đặc biệt đến xem huấn luyện, mà là hệ thống, chọn Jokić, Booker và Randle, hưởng thụ bút vương triều của ta. Lâm Hạo trong lòng mặc niệm nói. Sau một khắc, ba đạo chùm sáng tàng hình từ trên trời giáng xuống, bắn vào Booker cùng ba người trong thân thể. Bọn họ cũng không cảm thấy khác thường, vẫn đắm chìm trong huấn luyện. Chỉ có Lâm Hạo biết, tương lai ba người này huấn luyện hiệu quả, đem mở rộng đến nguyên lai gấp 10 lần. Mà hiện tại cách giải đấu mùa hè bắt đầu, còn có ước chừng một tháng. Nói cách khác, ba người Jokić sẽ đạt được thành quả huấn luyện vốn chỉ có trong một mùa giải. Mùa hè năm nay chắc chắn sẽ ổn định. Lâm Hạo thầm nghĩ trong lòng. Jokić và Randle tạm thời không nói chuyện. Chỉ cần một mình bố khắc, cũng đủ để sang bằng giải đấu mùa hè rồi. Phải biết rằng, khi Block đánh xong mùa giải đầu tiên, mỗi trận đã có thể lấy được 14 điểm. Và những cầu thủ nào tham gia giải đấu mùa hè? Một tay mơ chưa từng đánh NBA, hoặc là năm thứ nhất biểu hiện không như mong đợi, còn có một số lão tướng của liên minh phát triển, liên minh nước ngoài. Loại người được chia tay cấp bậc như bố khắc đặt cùng một chỗ với bọn họ, ít nhiều có chút nổi bật giữa bầy gà. Lâm Hạo ở bên sân đứng một hồi sau. Tinh mắt Booker, cái thứ nhất phát hiện hắn, lập tức ngừng huấn luyện trong tay, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Quản lý, ngài tới rồi. Booker vừa lên tiếng, những người khác cũng phát hiện Lâm Hạo đến, nhao nhao lên chào hỏi. Chào mọi người. Lâm Hạo nhìn quanh bốn phía, mỉm cười đáp lại. Quản lý, hôm nay tới có chuyện gì sao? Đại hắc ngưu Randle mở miệng hỏi. Chương 9. Cùng tân tú nhóm mới gặp mặt. Lâm Hạo cường thế. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Tính cách Randle dùng một chữ khái quát chính là thẳng. Có cái gì nói cái đó, cũng không che giấu. Ví dụ như lúc trước có một phóng viên hỏi hắn, đối với việc Lâm Hạo giao dịch rất bản nhãn có ý kiến gì không? Randle liền trực tiếp trả lời. Tôi là cầu thủ, giao dịch là công việc của tổng giám đốc, không liên quan đến tôi. Hắn hiện tại hỏi ra một vấn đề như vậy, tuyệt không kỳ quái. Lâm Hạo văn ngôn cười cười. Anh cũng thích chơi bóng thẳng, không quen với cách giao tiếp quanh co. Lúc này, các cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng Byron Scott đều tại, Lâm Hạo liền trực tiếp nói ra ý nghĩ của hắn. Thứ nhất, giải đấu mùa hè lần này, chúng ta phải giành được quán quân. Thứ hai, đội sẽ lấy Jokić và Booker làm trung tâm và thiết kế chiến thuật. Thời gian chuẩn bị chiến đấu một tháng này, chủ yếu là làm chuyện này. Lâm Hạo nói xong, Randle nụ cười trên mặt dĩ nhiên động lại. Một cầu thủ năm hai khác trong đội, Clarkson phát huy xuất sắc dị thường mùa giải trước, lại càng đen mặt. Kỳ thật, biểu hiện chói mắt của mùa giải trước, hắn không cần tham gia giải đấu mùa hè nữa. Sở dĩ tham gia lần nữa, Clarkson muốn củng cố địa vị của mình trong các cầu thủ trẻ tuổi trong đội. Hắn muốn dùng biểu hiện của giải đấu mùa hè lần này, nói cho các tân binh mới tới năm nay. Tuy rằng tôi chỉ là một show diễn vòng 2, nhưng trong đội bóng này, tôi mới là người dẫn đầu của người trẻ tuổi. Nhưng Lâm Hạo hôm nay vừa lên, liền đem đội bóng hạch tâm định xuống. Điều này làm cho Clark tâm cao khí ngạo, làm sao tiếp nhận được. Quản lý, hôm nay chúng ta mới lần đầu hợp luyện, mọi người còn chưa hiểu nhau. Dưới tình huống như vậy, liền chọn hạch tâm, có thể quá gấp gáp hay không? Clarkson cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi bằng một giọng thân thiện. Lâm Hạo lại không cho là đúng. Các con không biết gì về nhau, nhưng ta biết rõ về mỗi người các con. Thậm chí có thể sâu sắc hơn những gì bạn biết về bản thân. Cho nên, nghe lời làm theo là được. Lâm Hạo cũng không có cùng cầu thủ thương lượng ý tứ. Đội bóng xác lập trung tâm chính xác sớm một chút, có thể sinh ra phản ứng hóa học sớm một chút. Sự kết hợp giữa Jokić và Booker, Tương tự như phiên bản trẻ của cặp đôi vô địch Jokić và Murray trong thời gian ban đầu. Đây là sự kết hợp đã được kiểm chứng, có thể đạt được thành tích tốt. Lâm Hạo hai ngày nay cố gắng nhớ lại một chút, cái kia chi lấy được đội sử thủ quán quân khai cuộc đội thường dùng nhất tập trung chiến thuật. Chờ hôm nay huấn luyện kết thúc, hắn sẽ đem chỉnh lý tốt tư liệu, giao cho huấn luyện viên trưởng Scott, để hắn chiếu miêu họa hổ đi huấn luyện những người mới này. Về phần Clark, cảm giác của cựu thành viên này, Lâm Hạo cũng không quan tâm. Kiếp trước hắn chính là sát phạt quyết đoán đưa ra thị trường công ty quản lý cấp cao. Tất cả những gì anh ta làm, đều hướng đến kết quả. Về phần cảm xúc của nhân viên cấp dưới, Lâm Hạo chỉ biết chăm sóc vào thời cơ thích hợp. Nhưng người Hồ bây giờ đang trong giai đoạn sáng tạo cỏ, còn lâu mới đến lúc chăm sóc cảm xúc của một số cầu thủ. Quản lý, làm như vậy không hợp lý. Clarkson cắn răng, tiếp tục bày tỏ sự bất mãn. Nếu như ngươi không tiếp nhận được, có thể rời khỏi giải đấu mùa hè lần này. Lâm Hạo thản nhiên nói. Nói ra những lời này thời điểm, Lâm Hạo đã nghĩ kỹ. Nếu như Clarkson lại tranh luận, liền đem giao dịch hắn đưa lên nhật trình. Sở dĩ cho Clark cơ hội là bởi vì hắn còn trẻ. Hơn nữa, mùa giải trước lực lượng mới xuất hiện của hắn, khiến cho người Hồ phiêu bạc trong mưa gió thấy được một tia hy vọng, xem như thần có công. Clark cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, ủy khuất lui về phía sau đám người. Jokic và Booker đều tỏ ra kinh ngạc, họ không ngờ mình lại được giao trọng trách nhanh như vậy. Quản lý thật sự rất thích tôi. Vậy ta tuyệt đối không thể phụ lòng hắn. Bố Khắc thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức đầu nhập vào huấn luyện, để tăng lên thực lực của mình. Cảm xúc của Joe Xuê không kích động như vậy, nhưng cũng quyết định dùng biểu hiện chứng minh mình đáng được tín nhiệm. Huấn luyện viên trưởng Byron Scott, vẻ mặt cũng rất phong phú. Hắn quả thực không nghĩ tới, vì tổng giám đốc trẻ tuổi này lần đầu tiên xuất hiện, liền biểu hiện đến cường thế như thế. Được rồi, không có chuyện gì khác. Mọi người hảo hảo huấn luyện đi, mùa hè giải đấu quán quân, còn phải dựa vào mọi người đi tranh thủ. Lâm Hạo mỉm cười nói. Dứt lời, hắn liền thối lui đến bên sân, ý bảo Scott tiếp tục tổ chức huấn luyện. Lâm Hạo không biết chính là, vừa rồi phát sinh hết thảy, đều bị một tên, trốn ở chỗ tối, cầu thủ toàn bộ quá trình mắt thấy. Người cầu thủ này thần sắc lạnh lùng, từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biểu tình gì. Bất quá, tại Lâm Hạo đưa ra muốn lấy được mùa hè giải đấu quán quân lúc, hắn yên lặng gật gật đầu. Mà tại Lâm Hạo sau khi nói xong, hắn liền lặng lẽ rời đi. Tất cả mọi người đều không biết hắn đã tới. Thời gian vội vã, chớp mắt trận đấu đầu tiên của người Hồ đã kết thúc. Sau khi các cầu thủ rời đi, Lâm Hạo tìm được Byron Scott, đem một quyển sổ tay giao cho người sau. Trên đây là một số chiến thuật mà tôi đã thiết kế với Jokic và Booker làm cốt lõi và có thể không giống với hệ thống chiến thuật thông thường hiện nay, bạn có thể tham khảo. Lâm Hạo thản nhiên nói. Scott nhận lấy còn không cho là đúng. Một tổng giám đốc trẻ mới ra đời, hiểu rõ bóng rổ NBA hiện nay sao? Còn không giống với hệ thống chiến thuật thông thường. Ta một cái lăn lộn mười mấy năm giang hồ, đều không hiểu nổi Dũng Sĩ năm ngoái đánh cái gì hệ thống, lại là như thế nào đoạt giải quán quân. Một sinh viên tốt nghiệp đại học ngoài 20 tuổi như anh có thể hiểu. Scott vừa chăm chọc trong lòng, vừa lơ đễnh mở laptop ra. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Tiện tay mở ra một trang này, vẽ chính là chiến thuật truyền thiết lấy trung phong làm trục. Chỉ liếc mắt một cái, Scott liền có thể xác định chiến thuật này có tính khả thi rất lớn. Đó là một chiến thuật tuyệt vời. Nhưng có một yêu cầu rất lớn về khả năng chuyền bóng ở vị trí trung tâm. Quản lý, chỉ sợ phải có con gấu xám tho mới đánh ra được. Scott bất đắc dĩ nói. Tuy nói như vậy, nhưng hắn đối với Lâm Hạo cái nhìn, so với vài giây trước, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cậu bé này, biết chơi bóng. Hơn nữa còn rất hiểu bóng. Hắn nghĩ chiến thuật, quả thật mới mẻ độc đáo, còn đặc biệt cao cấp. Scott trong lòng nói như thế. Lâm Hạo nghe xong mỉm cười. Jokic có thể làm được, hơn nữa có thể làm rất khá. Chương 10. Chải vuốt đội hình, giao dịch rốt khả năng tính chất. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Xem xong huấn luyện, Lâm Hạo lái xe về tới hắn quản lý văn phòng. Hiện giờ, chuyện tuyển tú đại hội đã kết thúc. Nhưng kế hoạch bổ sung sức mạnh của người Hồ vừa mới bắt đầu. Lâm Hạo điều tra đội bóng hiện có cầu thủ danh sách. Ngoại trừ Jokić, Sang và 6 tân binh, dự trữ tài nguyên của đội Hồ nước ít nhiều có chút đáng thương. Lão đại đội bóng Kobe, bởi vì tuổi tác và nguyên nhân thương tật, thực lực không bằng lúc trước, đã ở bên bờ giải nghệ. Xuống dưới nữa là Nick Young và Louis William, hai cú chia tay thần kinh. Hai tân binh của mùa giải trước, Randle và Clarkson. Được rồi, đây là tất cả tài sản của đội bóng. Trông giống như Dream Green, thực ra là Brandon Bass già và chậm chạp. Từ Thế Bình cũng già và chậm như vậy. Tariq Black chơi bóng còn thô hơn cả bà tôi. Mùa giải trước bị James đè trên mặt đất ma sát nhiều lần, bởi vì tình cảnh quá mức, máu tanh mà leo lên thượng tướng Kelly. Cuối cùng, vũ khí hạt nhân của người Hồ, Thackeray. Đây chính là Jim Buss chuẩn bị cho Lâm Hạo sang trọng đội hình. Có thể nói, nếu như không có đại hội tuyển chọn vừa mới kết thúc, lấy phối trí của người Hồ, đừng nói tranh quán quân, đánh vào vòng tứ kết đều là người si nói mộng. Lâm Hạo nhớ rất rõ, mùa giải 15-16, Kobe giải nghệ lưu diễn, người Hồ cuối cùng xếp hạng thứ nhất đến ngược từ dưới lên ở miền Tây. Thành tích chỉ tốt hơn 76 người ở phía Đông. Muốn đem một tay bài nát như vậy đánh sống, độ khó có thể tưởng tượng được. Nick Dương và Lộ Uy trùng hợp cao độ, hai người này lưu một người là được. Khả năng của Luffy mạnh hơn một chút, nhưng cậu ấy cần phải có bóng trong tay để chơi như một trung tâm tấn công. Trong trường hợp đó, Nick Young sẽ phù hợp hơn một chút. Lâm Hạo vừa nghĩ, một bên tại Lộ Uy trên tên đánh một cái. Tiếp theo, hắn lại đem ánh mắt hướng về phía ba cầu thủ nội tuyến. Bác, Bled cùng Tác Khắc Lôi. Ba người này vô luận là thực lực hay là phong cách chơi bóng, đều không vào được pháp nhãn của Lâm Hạo. Cũng may, tiền lương của bọn họ đều tương đối thấp. Buôn cao nhất, lương một năm cũng chỉ có 3 triệu đô la Mỹ, xử lý cũng không khó khăn. Thật sự không được, cắt bỏ cũng không sao. Sau đó tìm chút cơ hội, đem bọn họ coi như thêm đầu mối giao dịch đưa ra ngoài đi. Lâm Hạo trong lòng thầm nghĩ, lập tức đem ba người tên cũng đánh lên. Cuối cùng là Từ Thế Bình và Ryan Kelly trên mũi nhọn. Nếu như là ở tiếp nhận người Hồ lúc mới bắt đầu, Lâm Hạo sẽ không chút do dự đem hai người thanh lý sạch sẽ. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Hệ thống cho ra khen thưởng bên trong, có thời gian hồi tưởng loại này có thể trợ giúp lão tướng trở lại đỉnh phong thẻ. Điều này có nghĩa là, có thực lực lão tướng, ở Lâm Hạo dưới trướng là phi thường có giá trị. Bởi vậy, Từ Thế Bình không thể giao dịch đi, phải giữ lại. Mà Thượng tướng Kelly, sách lược xử lý cùng đám người Tác Khắc Lôi kém không nhiều lắm. Tìm cơ hội giao dịch đi, nếu thật sự không được liền sa thải. Sau khi làm rõ phương thức xử lý đối với những cầu thủ nhân vật này, Lâm Hạo lại tự hỏi đội hình trung tâm tương lai của người Hồ. Xây dựng đội hình và hệ thống chiến thuật là một lựa chọn tốt với Jokić và Booker làm trung tâm. Nhưng Lâm Hạo nghĩ tới nghĩ lui về sau, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Lý do rất đơn giản. Hiện nay liên minh cường đội san sát, đối thủ cường độ, cùng Lâm Hạo xuyên qua một năm kia, đào vàng gặp gỡ đối thủ không thể so sánh. Người Hồ muốn đoạt giải quán quân, nhân thế tất yếu phải đánh bại đội mạnh cấp lịch sử, đội Dũng Sĩ Kim Châu. Trong thời gian ban đầu, đội Dũng Sĩ năm nay sẽ giành được thành tích thi đấu thường quy 73 thắng 9 thua, một lần vượt qua đội Trâu Đực năm đó, trở thành đội đứng đầu lịch sử. Tuy rằng bọn họ bị Kỵ Sĩ lật ngược tình thế trong trận chung kết, nhưng không ai có thể phủ nhận sự cường đại của đội Dũng Sĩ năm nay. Muốn đánh bại Thủy Hoa huynh đệ đỉnh cao, cùng với truy mộng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để chiến thắng. Chỉ dựa vào Jokić và Booker, tỷ lệ chắc chắn sẽ không hoạt động. Chúng tôi cần những ngôi sao khác. Lâm Hạo thì thào lẩm bẩm. Nói đến cầu thủ, đương gia cầu thủ của đội Hồ, tự nhiên chính là Kobe. Nhưng Lâm Hạo tìm bác sĩ trong đội tìm hiểu tình huống một chút, nhận được câu trả lời thuyết phục là Kobe trước mắt chịu đủ ảnh hưởng của vết thương trên vai, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn sinh lòng thoái ý. Ngoài ra, vết thương ở đầu gối của Kobe cũng là vấn đề cũ, vẫn trị tận gốc không được. Điều này có nghĩa là, cho dù Lâm Hạo đem thời gian hồi tưởng dùng ở Kobe trên người, để cho người sau khôi phục đến 0,8 năm thân thể chức năng, cũng không có biện pháp để cho hắn trở lại đỉnh phong. Ngược lại, chức năng thân thể cường đại, phối hợp với thân thể yếu ớt, có thể sẽ tăng thêm nguy cơ thương thế của Kobe tái phát. Trừ khi có cách chữa trị tận gốc vết thương của Kobe, nếu không thì tam bắc cũng chẳng giúp được gì nhiều cho Kobe. Lâm Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn nghĩ tới sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể mở ra vạn giới thương thành. Không thể nói được, nơi đó có thể tìm được phương pháp chữa trị vết thương của Kobe. Trước đó, có thể lại tìm một ít chức năng giảm xuống, nhưng thân thể khỏe mạnh ngôi sao bóng đá, tốt nhất là siêu khổng lồ. Lâm Hạo hiện tại cần gấp thắng lợi để lấy được uy tín, cũng mở khóa vương triều người sáng lập danh ngạch. Giúp Kobe khôi phục đỉnh cao là điều chắc chắn phải làm, nhưng có thể đẩy lùi một chút. Mà nói đến chức năng giảm xuống siêu khổng lồ, Lâm Hạo trong đầu trước tiên hiện lên một cái tên. Phượng Thành Hoa Hồng, Derek Rose. Trong thời gian ban đầu, mùa giải 15-16 là mùa giải cuối cùng của Rose ở đội Bò Tót. Mùa giải này, Hoa Hồng đã trải qua 2 lần trọng thương lại tái xuất, nhưng tốc độ, sức bật đều không bằng lúc trước. Trong 66 trận đấu, Rose ghi được 16,4 điểm, nhưng tỷ lệ ném trúng chỉ là 42,7% và tỷ lệ ném trúng 3 điểm là 29,3%. Đội Bò Đực cuối cùng thậm chí ngay cả vòng tứ kết cũng không vào được. Cũng chính trong mùa giải này, ban quản lý Trâu Đực mất kiên nhẫn với Rose, quyết định đặt trọng tâm bồi dưỡng lên Jimmy Butler. Khả năng vận động của Rose chắc chắn đã giảm rất nhiều, nhưng chấn thương đầu gối dường như đã hồi phục hoàn toàn. Lâm Hạo cố gắng nhớ lại. Nếu thật sự là như vậy, người Hồ kia hoàn toàn có thể đem Rose giao dịch tới. Nghĩ đến đây, Lâm Hạo lập tức để cho trợ lý đi liên hệ Trâu Đực tầng quản lý, hỏi thăm về Rose giao dịch ý đồ cùng với khỏe mạnh tình huống. Làm xong hết thảy, Lâm Hạo bưng ly cà phê, đi tới trước cửa sổ sát đất. Người Hồ dù sao cũng là hào môn, văn phòng tổng giám đốc vô luận là chọn địa điểm hay là trang hoàng, đều là vô cùng tốt. Lâm Hạo đứng ở sát đất cửa sổ trước mắt là cao ốc san sát, ngựa xe như nước thiên sứ chi thành, Hollywood cũng ở cách đó không xa. Này khí phái cảnh tượng, để Lâm Hạo trong lòng bỗng nhiên sinh hào khí. Hắn muốn chinh phục tòa thành thị này. Nếu có thể trao đổi với Rose và đưa cậu ấy và Kobe trở lại đỉnh cao, chúng ta có thể khiến thành phố này phát điên vì Laker một lần nữa. Lâm Hạo thầm nghĩ trong lòng. Thời gian vội vã, đảo mắt đã đến ngày 11 tháng 7 theo giờ Bắc Kinh. Hôm nay, các tướng lĩnh người Hồ ở Las Vegas chính thức mở ra hành trình giải đấu mùa hè của bọn họ. Đối thủ trận đấu đầu tiên của bọn họ là người vừa mới đạt được trạng nguyên đường tư, đội Sói Xâm Lâm Minnesota. Đội hình tham gia giải đấu mùa hè lần này của đội Sói Xâm Lâm có thể nói là xa hoa. Ngoại trừ Don, năm ngoái trạng nguyên Tú Oigin, số 13 Tú Jack Traven, vừa mới từ châu Âu đổ bộ vào nội tuyến không gian NBA. Biệt lợi sát. Thêm vào đó, người bảo vệ truyền thống, T.U.S. Jones. Cũng khó trách các phương tiện truyền thông lớn đều coi đội Sói Xâm Lâm này là đội đoạt giải quán quân mùa hè lớn nhất. Lâm Hạo hôm nay cũng đi tới hiện trường, chuẩn bị khảo sát thực địa đội Hồ nước này 1 tháng tới nay huấn luyện thành quả. Trong mắt hắn, đội Sói Xâm Lâm chẳng qua là hổ giấy. Những tân binh người Hồ này chỉ cần phát huy bình thường là có thể dễ dàng đánh bại. Dù sao, khi nói đến việc làm cho người ta thất vọng, đội Sói Xâm Lâm chưa bao giờ làm cho người ta thất vọng. Lâm Hạo mơ hồ nhớ rõ, tại nguyên thời không bên trong, Russell tại trận thứ nhất mùa hè trong giải đấu đánh đến nát bét, nhưng người Hồ vẫn thắng được cùng Sói Xâm Lâm tranh tài. Russell dẫn đội đều có thể thắng, nếu như chi này Hồ đội ngược lại thua trận đấu, vậy Lâm Hạo cũng không còn lời nào để nói. Thời gian bắt đầu thi đấu càng lúc càng gần. Lúc này, trọng tài chính đang bưng bóng rổ, ở đài kỹ thuật làm công tác chuẩn bị. Cầu thủ đầu tiên của hai bên cũng lục tục bước lên sân bóng. Laker bên này đã gửi Clarkson, Booker, Grant, Randle và Jokić. Sói rừng thì phái đi Tess, Jones, Raven, Wiggins, Belica và Dawes. Theo trọng tài đem bóng ném lên cao, trận đấu chính thức bắt đầu.